Thưa quý vị, mặc dù sống xa quê hương, đất nước, nhưng cộng đồng người Việt tại Lào vẫn đặc biệt quan tâm tới đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ tập trung theo dõi trực tiếp lễ khai mạc qua màn ảnh TV, bà con còn chia sẻ và gửi gắm những kỳ vọng của mình tới đại hội. Lắng nghe và theo dõi báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Đại hội 12 và nhìn lại 35 năm đổi mới tại lễ khai mạc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, cộng đồng người Việt tại thủ đô Viêng Chăn không giấu nỗi niềm vui sướng và tự hào trước những thành tựu nổi bật mà đất nước đã đạt được, đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua bác Trọng phát biểu, tôi cảm thấy tôi rất kỳ vọng Đại hội Đảng lần này rất là vững và sẽ đưa đất nước chúng ta tiến lên hơn nữa và triệt để hơn nữa về vấn đề tham nhũng và đưa toàn dân chúng ta có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đại hội Đảng 13 kế tiếp này, nếu mà chúng ta cũng lại tiếp tục và bầu cử và được những quý vị lãnh đạo tốt như vậy thì sẽ lèo lái con thuyền Việt Nam càng ngày càng tiến xa hơn, và tôi chắc chắn là sẽ vượt qua là những nước ASEAN bên cạnh chúng ta. Cộng đồng người Việt cũng tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công, bầu ra được ban lãnh đạo mới có đủ đức, đủ tài, đủ tầm để tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và mạnh hơn nữa.